Xin chào, mời các bạn lắng nghe podcast Gia Lai hôm nay phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai Điện Tử. Bản tin thứ tư ngày 17 tháng 7 có những thông tin đáng chú ý sau. Bãi bỏ hai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai. Gia Lai sơ kết công tác quốc phòng quân sự của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức cấp tỉnh. Quỹ vì người nghèo các cấp tỉnh Gia Lai huy động trên 35,1 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai xử phạt 871 vụ, số tiền gần 15 tỷ đồng. Nhiều khó khăn vướng mắc trong quản lý tài nguyên khoáng sản. Chủ doanh nghiệp có tấm lòng nhân hậu. Hơn 1.000 vụ công so tài ở giải khiêu vũ thể thao Cup Dream Dance mở rộng. 13 đội bóng tham gia giải bóng đá sân 7 thị xã Ayunpa lần thứ nhất năm 2024. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành nghị quyết số 75/2024/NQ-HĐ-NG về việc bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành. Theo đó, xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị bãi bỏ toàn bộ nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐ-NG ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định nội dung và mức chi kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, bãi bỏ toàn bộ nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐ-NG ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Được biết, nghị quyết số 75/2024/NQ-HĐ-NG có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2024. Sáng ngày 16 tháng 7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức cấp tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức cấp tỉnh đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh công bố quyết định thành lập 7 đơn vị trực thuộc tỉnh quản lý, 2 đơn vị nâng cấp từ cấp huyện lên trực thuộc tỉnh quản lý. Trao quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm 19 đồng chí cán bộ thay đổi, luân chuyển vị trí công tác, duy trì nghiêm công tác phân công cán bộ, chiến sĩ tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu với 7.168 ngày công, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau các ngày lễ, sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước và các cơ quan tổ chức. Các đơn vị xây dựng lực lượng tự vệ đạt chỉ tiêu giao. Đến nay, tổng số cán bộ chiến sĩ tự vệ của 56 ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức cấp tỉnh là 1.206 đồng chí, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Về công tác huấn luyện năm 2024, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, nề nếp. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Trọng Thủy, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đề nghị trong thời gian tới, các ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức cấp tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc công tác huấn luyện tự vệ, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho lực lượng tự vệ của các ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức cấp tỉnh. Sáng ngày 16 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 13, khóa 10, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng một mô hình điểm về nông thôn mới tại xã Gia Bết, huyện Gia Rai và một mô hình về đô thị văn minh tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã triển khai xây dựng 244 mô hình thực hiện cuộc vận động. Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh huy động được trên 35,1 tỷ đồng, qua đó triển khai xây dựng mới 30 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 11 căn nhà
giúp phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, chăm lo cho hộ nghèo. Triển khai cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xây dựng mới 118 mô hình và nhân rộng 29 mô hình với 13.540 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện. Liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, 17 trên 17 đơn vị cấp huyện đã tổ chức thành công đại hội. Dự kiến Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029, tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2024. Tuy đạt được một số kết quả, nhưng công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn đối diện với khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm ban đêm hoặc ngoài giờ hành chính không có lực lượng quản lý để khai thác khoáng sản trái phép. Một số đối tượng lợi dụng việc cải tạo đất nông nghiệp và tận thu khoáng sản để trục lợi. Trong khi đó, công tác kiểm tra xử lý gặp khó khăn, trường hợp xử lý được thì mức phạt lại nhẹ, không đủ sức răn đe. Toàn tỉnh hiện có 71 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Thời gian qua, Sở Tài nguyên Môi trường đã phổ biến các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản, hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan. Tích cực vận động các doanh nghiệp khai thác khoáng sản lắp đặt trạm cân, camera giám sát. Bên cạnh đó, Sở cũng tăng cường phối hợp trong công tác thanh kiểm tra tại các mỏ được cấp phép khai thác, cũng như các khu vực có khoáng sản chưa được cấp phép khai thác. Riêng năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, các ngành địa phương đã xử phạt 77 trường hợp. Ngoài ra, hiện nay, nhu cầu sử dụng đất săn lấp để phục vụ thi công các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước là rất lớn. Tuy nhiên, việc cấp phép khai thác các mỏ đất săn lấp gặp rất nhiều khó khăn. Một số trường hợp đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, nhưng doanh nghiệp chưa thể thăm dò khai thác do vướng mắc công tác thỏa thuận đền bù về đất đai và tài sản trên đất trong diện tích mỏ. Thời gian làm thủ tục để cấp giấy phép khai thác kéo dài. Bên cạnh đó, một số hộ gia đình, cá nhân trong quá trình cải tạo đất phát sinh khối lượng khoáng sản vô dư. Tuy nhiên, nhà nước chưa có quy định cho phép sử dụng khối lượng đất đá này phục vụ cho các công trình, dẫn tới một số đối tượng lợi dụng để khai thác trái phép. Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai chỉ đạo mạnh mẽ và quyết liệt, chú trọng tập trung xử lý những vấn đề nóng, nổi cộm. Theo đó, các đơn vị thành viên của ban đã phát hiện, bắt giữ 1.134 vụ trên 1.041 đối tượng vi phạm, khởi tố 32 vụ trên 51 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 871 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 15 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ phát hiện giảm 4,6%, số đối tượng tăng 0,5%, số vụ khởi tố hình sự tăng 60%, số đối tượng tăng 75,8%, số vụ xử phạt vi phạm hành chính giảm 9,6%, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước giảm 45,6%. Các vi phạm chủ yếu là buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế, hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử. Không chỉ có nhiều đóng góp cho phong trào chạy bộ ở Gia Lai, anh Nguyễn Thanh Tâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp sự kiện và thể thao Tâm Nguyễn, 210 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Pleiku, còn được mọi người biết đến bởi tấm lòng nhân hậu. Hơn 10 năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp sự kiện và thể thao Tâm Nguyễn luôn ưu tiên tuyển nhân viên là người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số. Khi vào làm việc, anh Tâm bố trí nhân viên khuyết tật làm ở các bộ phận như may, in ấn, xếp quần áo. Tùy thể trạng của từng nhân viên mà anh Tâm phân công việc phù hợp. Ban đầu anh chủ động tìm tới họ thông qua bạn bè người thân. Cũng có khi anh đến các trung tâm giới thiệu việc làm nếu đăng tin tuyển dụng. Anh Tâm cho biết, đến nay anh đã tiếp nhận và đào tạo hàng chục nhân viên là người khuyết tật. Sau khi thành thạo nghề, anh hỗ trợ họ về quê hoặc làm việc ở những nơi phù hợp. Anh luôn tâm niệm rằng xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi chúng ta luôn có ý thức phấn đấu phát triển cho chính mình và có trách nhiệm với cộng đồng. Trăn trở của anh Tâm là quy mô hiện nay của công ty còn quá nhỏ nên chưa thể tuyển dụng thêm lao động.
Thời gian tới, nếu có điều kiện mở rộng quy mô, công ty sẽ tạo việc làm cho nhiều người khuyết tật hơn nữa để họ có nguồn thu nhập ổn định, nuôi sống bản thân và gia đình. Giải khiêu vũ thể thao cúp Dream Dance mở rộng lần thứ 9 năm 2024 vừa bế mạc tại nhà thi đấu thể thao quân đoàn 3 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Giải năm nay khởi tranh từ ngày 12 tháng 7 với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên của 63 câu lạc bộ thuộc 15 tỉnh thành có phong trào khiêu vũ thể thao phát triển mạnh trong toàn quốc. Các vận động viên đã tranh tài ở các nội dung dance pop, surf dance, hip hop, jumba, dân vũ thể thao, đồng diễn nghệ thuật và live dance. Các vận động viên đã tham gia thi đấu ở 245 sự kiện để tranh 245 bộ huy chương. Ban tổ chức cũng trao 25 bộ cúp với cơ cấu giải thưởng hơn 70 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải toàn đoàn cho các câu lạc bộ giành thành tích xuất sắc nhất. Cụ thể, câu lạc bộ Luân Oanh Dance Sport và câu lạc bộ T Dance Sport Huế đã giành đồng hạng nhất. Câu lạc bộ Dream Dance Chuse và câu lạc bộ Bước Nhảy Cộng Đồng giành đồng hạng nhì. Câu lạc bộ Mạnh Hùng Dance Sport và câu lạc bộ Super Dance Mang Giang giành giải đồng hạng ba. Sáng ngày 16 tháng 7, giải bóng đá sân 7 thị xã Dương Pa lần thứ nhất năm 2024 đã khai mạc với 13 đội bóng đến từ các xã phường, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Các đội chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng trong. Được biết, giải bóng đá sân 7 thị xã Dương Pa lần thứ nhất năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức trên sân vận động mới của thị xã. Giải nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường sự giao lưu đoàn kết giữa các vận động viên, qua đó thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong toàn thị xã. Theo kế hoạch, giải sẽ bế mạc vào chiều ngày 20 tháng 7. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 18 tháng 7.